Hello, xin chào cả nhà Welcome cả nhà đến với KT Food KT Kitchen Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người làm món thịt kho tàu nằm ở trong Instant Pot Nó rất là nhanh nha Hay cái này còn có thể gọi là thịt kho trứng hay thịt kho nước dừa Đây cái nồi đây đã sắp đến rồi mình cùng nhau vào bếp nha các bạn Nhìn miếng thịt có ngon và hấp dẫn không nè Mức thì ong veo và rất là thơm ngon luôn đó các bạn ơi Không còn hầm lâu như hồi xưa nữa ha và đây là những gia vị mình cần có nha Uh, cửa cái hũ nước màu á, thì mình tự thắng nếu mà các bạn không có thì mình sẽ hướng dẫn sau nha. Cái này rất là dễ làm ha nhưng mà đừng có bỏ mình sẽ hướng dẫn tỉ mỉ thêm nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách luộc trứng như thế nào để mình lột cho dễ và uh, không bị bể ha. Hôm nay mình sẽ kho nồi thịt này, trong đây có 5 pound thịt tức là 2,5 kg thịt. Uh, mình mua về uh, mình cái này cũng còn gọi là thịt ba chỉ ấy, các bạn mình mua về mình cắt, mình rửa sạch mà mình ngâm với nước muối nè, mình rửa với rượu nè, mình rửa sạch và đây mình chỉ cho các bạn coi mình cắt miếng to lắm các bạn đó bằng một ngón tay, một hình vuông bằng cỡ một lóng tay á mình ăn cái món này các bạn biết mình nhớ ai không mình nhớ ông ngoại của mình ông ngoại kho món này là xuất sắc không ai qua nổi ông ngoại luôn á mà cái ông ngoại mình kho cái món này là cái cái miếng thịt nó không phải to như mình đâu mà nó to gấp hai lần nó giống như là một cái chén bự mình ăn cơm mà lại bự á rất là to luôn á mà kho rất là béo mà nó nó rượu rất là ngon luôn các bạn thì bây giờ mình sẽ cắt nửa củ hành trắng và một củ hành tím để mình, mình luộc cái thịt sơ qua cho nó thơm á các bạn Thì mình bỏ cái củ hành tím vào trong cái chảo có nước sôi ha Và mình bỏ vào đây nữa củ hành trắng Và một ít muối ha Một muỗng uh, sữa canh muối nhỏ ha để mình và một ít tiêu để mình luộc mình nếu mà bạn có gừng bạn có thích mùi gừng thì bạn có thể uh, bỏ vào đây luộc luôn nhưng mà thật ra luộc cái cái giai đoạn này cho nó thịt nó đừng có bị hôi các bạn bởi vì ở bên Mỹ á, mình dùng toàn đa số là không có thịt tươi thịt đông đá không à nếu mà mình bỏ vào mình mình nấu luôn á thì nước nó sẽ ra đen và nó cái bọt nó rất là đen cho nên nếu thịt làm thịt ngon và cái nước của mình nó trong thì mình phải sơ chế ra cái là bằng, bằng cách là mình luộc sơ qua để cho nó ra cái nước dơ đó và luộc như vậy chờ đợi cho nước nó sôi bùng lên như vậy khoảng uh, vài phút cho tới khi mà các bạn thấy cái nước đen nó ra rồi đó mà vài phút là, là đã xong rồi đó ha thì sau đó mình phải rửa cho thật là sạch và kỹ, mình rửa thường, thường thường thịt mình rửa rất là kỹ Bởi vì mình rất là sợ hôi lông á các bạn Bạn nào mà mua miếng thịt lỡ mà nó có lông còn lông á Mà bạn lười nhổ á Thì cái bí quyết làm Bạn biết cái dao cạo phải không ạ à? Dao cạo lông á Thì mình lấy cái đó ra mình cạo Thì nó rất là nhanh, nó đi rất là nhanh Không cần phải ngồi đó nhổ từng cọng từng cọng ha Hay là lấy dao, uh, dao mình cạo Nhưng mà cái dao cạo, cái loại dao cạo các bạn biết rồi phải không ạ à? Thì mình cái uh, sau khi mình rửa thịt cho sạch xong á các bạn, mình rửa sạch xong thịt thì mình lấy mình lau khô và mình ướp. thì trong cái nước ướp thịt thì có nửa chén nước mắm, một muỗng tablespoon muối, một muỗng canh bột súp gà, một muỗng cà phê tiêu đen, 10 tép tỏi đập dập và khoảng bốn trái ớt và một muỗng cà phê nước màu ớt thì mình có thể bỏ nhiều ít tùy theo khẩu vị của mình ha nhưng mà phải có ớt nếu không nó không có dậy cái mùi á cái đó là bí quyết nha các bạn và nhớ là đừng gõ nước màu nhiều quá nó sẽ bị đen cái nước của mình bởi vì một lát mình có thể một khi mà mình kho mình bỏ nước dừa nó sẽ tự động ra màu bây giờ mình bỏ chút xíu nước màu thôi là bởi vì mình muốn tao nó mình muốn tao cho cái da đẹp á nó lên nó đẹp á các bạn À, nếu mà các bạn không có thích màu nhiều á, thì không cần bỏ nhưng mà mình chỉ bỏ chút xíu thôi không sao ha lúc mình ướp á, mình cố gắng mà mình để cái mặt da mình trộn xong sau đó mình để cái mặt da ở phía dưới để cho nó thấm cái màu á, để mình kho cho nó đẹp Tại sao nha mình đừng có ướp chung với đường tại trong đây có nước màu và mình muốn cho nó thấm cái thịt đó à, mình chưa có cần bỏ đường vào đây đâu nha và mình trộn lên nhớ đừng có bỏ nhiều nước màu quá nha nước màu mình chỉ bỏ một muỗng cà phê thôi các bạn không cần bỏ nước màu cũng được nhưng mà mình muốn bỏ một muỗng nước màu để cho nó thấm vào cái da đó để lúc mà mình tao nó lên đó mình tao sơ qua để cho cái da nó có cái màu đẹp đó các bạn nhưng mà bởi vì mình nấu bằng nước dừa cho nên là mình không thật sự mình không cần bỏ nước màu vào đây mà bạn nào không có nước dừa thì bạn nên dùng nước màu ha nước màu thì thắng cũng dễ lắm thì bây giờ mình bỏ vào đây một ít dầu và mình tao cái uh, sơ qua cái hành tím mình cắt nghiễn á rồi mình chiên sơ chiên sơ cái da mà đừng cái lửa phải nhỏ nha được làm lửa nhỏ thôi mình làm lửa lớn nó sẽ bị cháy đó. và nhớ là mình chỉ bỏ cái uh, thịt vào đây đừng có bỏ nước vào đây nha cái nước mình để riêng để một lát mình làm sau ha mình chỉ để thịt vào đây mình tao nó thôi và khi mà nó vàng rồi đó Một lát mình sẽ cho các bạn xem là khi nào nó vàng cái miếng thịt da đó Hơi hơi đừng có để khét nha Để hơi vàng cho nó đẹp da thôi Thì mình mới Đó đây nè Các bạn nhìn thấy kỹ không nè Nó vàng như vậy Thì sau đó mình mới làm Mình mới chiên sơ tao sơ qua chung quanh cái miếng thịt Bề ngang Bề ngang của miếng thịt để nhìn cho nó đẹp còn đây là trứng cái bí quyết luộc trứng của mình là các bạn sẽ thấy rất là thích là tại vì không có còn sợ nó mới dính vô cái cái giỏ nữa thì trong đây nước mình làm là mình bỏ một canh muỗng canh muối và một muỗng canh giấm và phải trước khi uh, nước sôi nha bỏ trứng vào đây trong nước lạnh và mình bắt đầu mình lấy cái muỗng uh, hay là một cái đôi đũa bằng gỗ uh, mình quậy sơ lên cho nó đều uh, cái cái lý do làm như vậy là để cho nó được cái cái chồng đỏ nó nằm ở giữa thay vì nó nằm nó nghiêng á các bạn thì nó sẽ nằm ở giữa nhưng mà với điều kiện là mình phải bỏ vào đây mà mình đảo nó trước khi nó nó nóng nó sôi lên nó chín còn bạn nào mà không có mai là ồ oh, cái trồng đỏ nó nằm ở đâu thì mình không cần phải quậy ha nhưng mà phải bỏ muối và giấm vô ha thì như vậy nó mới dễ cho mình lúc mà mình mình lột á và mình đợi từ lúc sôi bắt đầu sôi cho tới lúc mà mình xong á là 8 phút các bạn canh đúng 8 phút tắt lửa Ok, thì từ lúc sau mình 8 phút mình tắt lửa mình đổ nước ra. Mình đổ nước ra hết và bây giờ mình lắc. Mình đẩy cái nắp vô đây và mình lắc. Mình lắc nhớ lắc cho đều nha. Mình lắc lên trên rồi lắc, lắc ngang nữa để cho nó bể cái vỏ ra đó. Và sau khi mà mình lắc xong rồi đó, mình thấy nó nó, nó cái vỏ nó tơi ra đó. Mình để cho nó đỡ nóng mình thì mình chế miếng nước lạnh vào đây để đỡ nóng tay mình để mình lột á. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nha nó mình lột ra nó rất là dễ dàng đó các bạn thấy rõ không nè đó cái này cái này bí quyết thì các bạn làm như mình chỉ thì nó sẽ dễ dàng cho những người nào mà sợ lột trứng mà nó cứ dính vào trong cái 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 chồng trứng cái lòng trắng á, nó cứ bể á, thì không có đẹp thì mình lại làm như vậy thì nó sẽ đẹp mỗi Tết đến là nhà nhà là đều không thể thiếu món này phải không các bạn? Món này ở dưới quê của nội mình thì gọi là thịt kho nước dừa, dạ. thì sau khi các bạn làm trứng xong thì nhớ rửa sơ ra để không thôi nó bị dính á, mấy vỏ trứng thì bây giờ mình quay ngược lại cái chảo mình chiên lúc nãy nha mình. thì đây là cái miếng thịt này các bạn thấy cái da nó nó vàng vàng lên đẹp rồi phải không ạ? thì mình sẽ xoay chung quanh cái miếng thịt mình mình tao nó mình đảo, mình chiên sơ sơ qua xung quanh miếng thịt để nhìn cho nó đẹp á mà đây món ăn này ngon mà béo mà đậm đà phải không các bạn nhất là tết mình mình rất là thích ăn món này mỗi lần ăn món này là nhớ tới tết món này mà mình cuốn với lại dưa giá đó với bánh tráng đó, thật là tuyệt vời luôn mỗi lần tết đó mình lên ký dữ lắm các bạn bởi vì mình ăn cái món này mình rất là thích Cholesterol cao, mà rất là thích ăn mỡ ăn da đó các bạn thấy cái màu không nè mình cho các bạn xem lại nè đó nó ống nó bóng mượt luôn đẹp lắm các bạn đây mình nhắc lại nha mình không cần nước màu mà nếu mà các bạn có dùng nước màu chỉ là một muỗng cà phê thôi nha ờ, và nhớ là ít nước màu còn nếu mà mình có dừa tươi á tại trong đây mình nấu hai trái dừa tươi thì không nên dùng nước màu nhiều nha bạn nhiều dùng nước màu nhiều nó sẽ ra màu đậm và nó không có đẹp. Đó thì bây giờ mình sắp cái uh, thịt vào đây, mình sắp các uh, những cái miếng thịt và mình để cái da lên phía trên. Ha đừng có để cái da dưới, để da trên vậy thì nó tránh cái um, lúc mà có thể dính đáy nồi hay là nó không có đẹp á, mình thích để như vậy lên nè. Rồi mình để cái nước xót hồi nãy mình ướp thịt á, mình đổ vào trong cái chảo. Và mình đun sôi lên mình bỏ trứng vào đây, trứng hồi nãy mình lột á nhớ là rửa rửa lại nha tại vì có thể có những cái miếng vỏ trứng nó dính lên cái gì cái, cái trứng á thì mình rửa vào đây mình cho làm cho nó sạch thì mình bỏ hết trứng vào đây. Sau đó mình mình tao nó cho cho khi nó sôi để cho nó có cái màu đẹp á các bạn. À, ăn cái này mình nhớ ông ngoại mình ông ngoại mình hồi xưa là làm cách này nè, luộc trứng xong rồi chiên cái trứng nữa. Đó, thì chiên cái trứng lên nó dai dai mà nó giòn ăn rất là ngon luôn á, thích lắm Nhưng mà mình làm cái cách này thì có nhiều bạn sẽ... Uh, không phải ai cũng ăn chiên như vậy cho nên mình làm cái cách mà thuận tiện cho các bạn hơn và sau đây là mình đổ các bạn thấy mình đổ hai trái dừa vào đây sau khi mà cái trứng mà nó có nó có màu đẹp rồi đó thì mình đổ hai trái dừa vào đây và mình bỏ vào trong này là nửa chén nước mắm và một muỗng canh đường mình lấy cái muỗng mà mình ăn phở bình thường á các bạn mình cái muỗng mình ăn phở mà mình hay đông mình gọi là muỗng một muỗng súp á hay là một muỗng canh là cái muỗng đó đó mình lấy một muỗng canh đường đó mình đổ vào đây luôn nhớ nha nửa nửa chén nước mắm hay là nửa cốc nước mắm hai trái dừa trong này và một muỗng canh đường ha mình bỏ vào đây thì khi mà cái nước thịt kho này nó sôi lên đó các bạn các bạn vớt uh, cái trứng ra để qua một bên và mình lọc cái uh, mình lược cái uh, nước thịt kho này nè. Mình bỏ. Bây giờ mình cho bạn coi thử cái cái trứng nó đẹp như thế nào nè. Đó. Đừng có lo là khi mà mình nấu mà nó không ra cái màu này bởi vì khi mà một lát mà nếu mà bạn nấu không ra màu này đi, nhưng mà một lát á bạn bỏ vào trong cái nồi instant pot, nó có nước dừa trong đó nó sẽ ra màu rất là đẹp. Cho nên là nếu mà bạn theo công thức của mình y chang của mình á thì bạn sẽ thấy là uh, nó sẽ ra màu này, một muỗng cà phê uh, nước màu thôi nha là nó sẽ ra màu này bây giờ mình lượt ha mà mình xin nhắc lại là bạn nào mà có nhu cầu mua instant pot mình sẽ đẩy cái link ở phía dưới nha phần description đó đó bây giờ mình cũng nếm thử nó nó hơi hơi uh, mặn bởi vì một lát á khi mình đổ cái nước này vô á mình sẽ có bỏ thêm hai chén nước lạnh nữa À, bởi vì mình muốn xem là bởi vì đôi đôi lúc mình mua cái trái dừa có thể nhiều nước hay có ít nước cho nên mình khoan mình khoan đổ nước vào đây nha. Một lát mình đổ cái mình lọc cái này nè, mình lọc cái nước này bỏ vô nồi instant pot rồi mình mới xem mình cần bao nhiêu nước. Có khi mình mua ít trái dừa nó ít nước có khi mình mua nhiều nước cho nên là bạn cũng nhớ coi miễn sao mà cái nước nó mặt nó sắp sắp lên cái thịt là được rồi ha bây giờ mình vớt cái uh, trứng mình bỏ qua một bên và mình lựa cái nước lèo đây cái nước nó ra và mình không có dùng cái tỏi này mình không có bỏ tỏi với hành vô đây bởi vì nó sẽ tạo cho cái nước uh, thịt kho của mình nó sẽ bị đục mà bạn thấy lúc đầu mình có cho các bạn xem mà các bạn xem là cái nước uh, thịt kho nó trong phải không ạ bây giờ nha bạn nào mà thấy mình có nhiều bọt á thì nhớ lấy bọt vớt bọt ra ha uh, trước khi đổ vào đây lúc dớt bọt cũng được ha và đây mình đổ vào đây hai chén nước lạnh Lúc này các bạn có thể nêm hay là nêm lúc nãy Bởi vì uh, mình mình nấu đến mình quen á, cho nên là mình biết mình bỏ vào đây bao nhiêu uh, Bạn chưa có quen thì bạn có thể nếm lại theo khẩu vị của mình ha Và mình dớt bớt bọt ra các bạn nào có nhu cầu mua mua những cái equipment những cái gì mình dùng á mình lúc nào cũng có để link ở phía dưới phần description nha các bạn các bạn mua cái link đó thì ủng hộ kênh của mình ha đó là của amazon đó các bạn và đây trước khi mình bấm thì mình nhớ make sure là cái nút vào nó nằm ở giữa là ceiling ha và bây giờ mình bấm nút menu menu sau đó mình bấm 20 phút vào rồi 20 phút này á mình nói trước nè là 20 phút này uh, cái thịt nó ra nó sẽ mềm nhưng mà nó chưa có rụt bởi vì mình biết là mình sẽ ăn cái nồi thịt này hai ba ngày cho nên mình sẽ hâm mỗi ngày thì lúc đó sẽ mềm có khi ăn tới 5 ngày luôn. Cho nên là bạn nào mà cần nó nấu nó rụt hơn thì nên bấm 30 phút các bạn đừng bỏ, đừng có cho qua Mỗi lần các bạn coi đừng có cho qua Tại vì mình cố gắng mình nói ngắn gọn nhất có thể Các bạn cho qua xong rồi các bạn hỏi mình là uh, bao, uh, Lại Cho nên là khi bạn hỏi mình câu đó Là mình biết là bạn không có coi hết video của mình Cho nên mình cố gắng xem hết video Tại vì mình có chỉ những cái chi tiết Chứ không phải là mình để kéo dài Để cho bạn coi đâu Mà những cái chi tiết đó nó nhỏ như vậy Nhưng mà nó giúp cho cái nồi nước lèo hay nồi thịt kho của mình Nó ngon hơn Bây giờ mình đã sau 20 phút nè là sau khi xong á, các bạn nhớ cái chữ nPR không thì sau khi 20 phút á, các bạn ngâm nó dùm cho mình là NPR là mình đừng có đụng tới mình đừng có mở cái van ha mình ngâm đó 40 phút dùm cho mình thì cái thịt nó sẽ mềm và sẽ ngon nhớ nha men nhiều 20 phút nấu và ngâm NPR đó là đừng có đụng tới cái nồi áp suất 40 phút ha sau 40 phút mình mới mở cái van ra và cái thịt sau 40 phút á mình mở ra nè đây mình mở cái van ra là bạn sẽ thấy nó hơi hơi ra cái hơi nóng á cái steam á nó ra và bạn đợi cho nó ra cho cái mà cái nút màu đỏ ở phía sau á nó tròn tròn á đỏ đây nè tới khi mà nó drop tức là nó lúng xuống khi mà nó còn nóng á là cái nút đó nó sẽ bật lên nhưng mà khi nó hết cái hơi cái áp suất ở trong cái nồi rồi đó đó bạn nghe không nè bây giờ là cái cái nút nó vẫn còn nổi lên phải không ạ Tại vì cái hơi nóng nó còn bây giờ các bạn nhìn đi cái nút nó nó lặng nó chìm xuống nè thì lúc này mình mới mở cái nắp ra được thì bây giờ mình mở cái nắp ra cho các bạn xem nó nhìn như thế nào nha đây mình chiếu gần cho các bạn xem đây cái nồi nước uh, thịt kho của mình đây có phải nước nó trong veo Và cái miếng thịt nè các bạn nhìn nè cái màu rất là đẹp luôn phải không ạ mình không còn tốn thời gian 8 9 tiếng như hồi xưa mà mình hầm cái mình nấu cái món này nữa rồi. Bây giờ có instant pot trong vòng một tiếng mình có cái nồi thịt kho tàu thú vị quá các bạn ha. Thì bây giờ sau sau đó mình bỏ trứng vào đây nha. Mình bỏ trứng vào đây nè và mình vặn cái nút. Bây giờ mình dùng cái nút khác cho nên các bạn nhớ chú ý kỹ phần này giùm mình nha. Đây, mình vặn cái nút và mình cái trứng nhìn bây giờ màu nó đẹp lắm các bạn. Bỏ vào đây và mình đậy nắp lại ha vì từ ngày có nồi Instant Pot mình cả nhà mình rất là vui bởi vì mình nấu rất là nhanh mình không có cần phải canh lửa hay dứt bọt gì hết mình chỉ bỏ đó là mình đi làm công chuyện gì đó rồi mình quay lại thôi thì bây giờ trước khi mình nấu tiếp thì mình đập, bấm đóng cái nút nó lại nha đóng cái nút là seal tức là ở phía giữa đó cái mũi tên màu trắng ở phía giữa mà mình bấm chỉ meat stew tức là mình hầm thịt á nhưng mà mình bấm zero tức là mình không cần không 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 có để phút gì hết á, mình bấm mình để viết xưa và mình để đó. Mình để đó 20 phút ha, mình để đó 20 phút. Thì các bạn nhớ giùm cho mình nha. Đó, sau 20 phút mình mở ra, cứ hơi nó đi ra nè. Đó, thì các bạn nhớ nha, menu 20 phút sau đó ngâm NPO là ngâm 40 phút rồi mình mới mí bấm cái nút mí stew uh, cho 15 tới 20 phút nữa tùy theo cái độ mềm mình muốn ha và đây các bạn nhìn đi cái nồi thịt kho quá là hấp dẫn phải không ạ đây nhìn cái trứng nè nó không phải quá đậm mà cũng không quá lợt lúc này cái trứng và cái thịt của mình mình sẽ để gần cho sát cho các bạn xem đó cái màu có đẹp không nè nhìn mà chảy nước miếng đó, các bạn ơi <laughs> hấp dẫn lắm cái món này ngon nhất là làm cái gì biết không mình ăn với lại cơm trắng hay là uh, dưa chua với lại cuốn bánh tráng với dưa chua cắt vài miếng ớt vô uhm. và bây giờ mình sẽ sang vô cái nồi nhỏ uh, để mình uh, đem uh, cất cái nồi, uh, nồi áp suất thì mình không có cần dùng nó nữa bây giờ mình sang nó qua đây mình múc thịt mình múc trứng qua đây nhưng mà mình đừng có múc nước lèo thôi ha tại vì cái nước thịt kho đó bây giờ mình sau khi mình hầm thì nó có nó ra mấy cái mỡ các bạn mỡ mà dụng 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 á cho nên là mình không có bỏ vào đây nhìn cái màu nó không có đẹp thôi và nhìn cái nước thịt kho nó không có trong nếu mà có những cái thứ lụng dụng ở trong đó đó cho nên mình lượt nó ra thì mình lượt nó ra như vậy thì cái nồi nước thịt kho của mình nhìn nó mới bắt mắt hơn thơm lắm cả nhà ơi bây giờ là mình ngửi cái mùi thịt kho này thơm phức luôn á nhìn hấp dẫn lắm không thể đợi tới lúc mà mình ăn thử cho các bạn xem để nó ngon như thế nào nó béo và nó ngọt như thế nào ha miếng thịt kho thơm lừng mà nó béo mà quyện với sự dai và bùi của trứng nó kích thích cái vị vị giác của mình ha món này thì tùy miền, có người thì gọi là thịt kho tàu, có người thịt gọi là thịt kho nước dừa hay là thịt kho rượu, cho nên là tùy vùng miền nữa ha. Mình không biết là nơi bạn ở là sẽ gọi là thịt kho gì thì có gì bạn có thể nào để comment ở phía dưới để thì mình uh, có thể hiểu hơn về cái nơi bạn sống đó, vùng miền của bạn sống gọi như thế nào được không ạ? À? Nếu mà người bạn nào có thời gian thì để comment ở phía dưới cho mình nha Để cho mình hiểu về bạn hơn Ở trên đây mình cũng kết bạn được vài bạn rất là dễ thương đó các bạn Và đây mình mình sẽ lọc thêm một lần nữa nha Mình lượt thêm một lần nữa cho cái cái nước lèo của mình, nước thịt kho của mình đó Đó các bạn thấy không? Nó sẽ ra những cái thịt nó rớt ra nè những cái lụng dụng này nó làm cho cái nước đèo của mình nó có lợn cợn nhìn nó không có bắt mắt á cho nên mình thích lược nó ra, mình ăn á mình thích là vừa ngon nhưng mà phải nhìn cho nó đẹp. cho nên mình hay kỹ về vấn đề này lắm. Tùy theo sở thích của mỗi người các bạn không có cần thiết phải làm theo giống mình y chang như mình nhưng mà cái quan trọng là cái vị phải không ạ? cái vị mà nấu ra ngon á thì uh, có nhiều người người ta không có có khe về vấn đề là Uh, chú ý về vấn đề là có đẹp lắm hay không miễn sẽ ăn ngon là được thì đây là cái nồi thịt kho của mình đây nhìn quá là hấp dẫn phải không ạ thịt kho tàu là cái món ăn quen thuộc của người Việt Nam đặc biệt là người Bắc á, cách nhưng mà cách nấu thịt kho tàu của người Bắc hay là người Nam á quy nó cũng lại giống giống nhau tuy nhiên người miền Nam mình nó thì ăn ngọt và cay hơn nhiều mình là người Nam á các bạn cho nên nãy mình bạn các bạn mà thấy mình bỏ ớt vào đó nhưng mà cho nhiều bạn là người Bắc mình không biết có bỏ ớt vào đây không nhưng mà cũng nên bỏ một ít ớt vào đây để nó dậy lên cái mùi nó rất là thơm ngon nó không có cay đâu nha cho nó tùy theo cái khẩu vị của từng người mà điều chỉnh gia vị sao cho nó hợp lý ha. Và đây, đây là cái cục thịt kho mình sẽ ăn thử các bạn xem nha. Uhm cái mùi thịt kho thiệt là thơm luôn á cái mùi nước dừa khi mình kho nó nó thơm lắm bạn nào mà có có thể mua nước dừa tươi á kho thì nó ngon còn không thì mình mua nước dừa mà trong cái lon cũng được nữa ha nhưng mà lượng dừa trong lon cái cái vị nó ngọt uh, thì mình phải điều chỉnh lại có thể mình không bỏ đường nha cho nên là tùy theo cái cách bạn bạn mua cái loại nào nha Đây, mình chiếu gần cho các bạn xem nè. Đó, nó mềm như thế này nè. Các bạn nào mà thích ăn nó rụt luôn á Thì nhớ là bấm nút NPR 30 phút giùm mình nha Mình nhắc đi nhắc lại để cho bạn nhớ nha Là 30 phút Nếu mà ăn thích ăn rụt luôn á Nhưng mà tại vì mình biết ngày mai ngày mốt mình phải hâm lại nữa Cho nên là mình không có làm cho nó rụt lắm nha Nó mềm lắm nhưng mà không có rụt Bây giờ mình ăn thử nha Mmm Ừ, ngon quá béo và ngon lắm các bạn ơi trời ơi nó thơm ngon dễ sợ luôn năm mới tết đến mình chúc các bạn và cả nhà luôn bình an uh, và hạnh phúc tràn ngập tiếng cười nha uh, nếu mà các bạn thích video này của mình thì xin bấm nút subscribe like và share giùm mình nha cái nó có rất là nhiều ý nghĩa với mình đó và nếu được thì có cái chuông kế bên subscribe các bạn bấm vào đó thì mỗi lần mình làm cái video mới nào mình bỏ lên nó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết nha um, mình cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình từ ngay những lúc đầu tiên mình lập ra cái kênh này mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha bye bye see you next time